Thưa các bạn, một buổi biểu diễn ở quán bar đã sử dụng trang phục có tính xúc phạm đến tín ngưỡng Công giáo khi cho các diễn viên ăn mặc trang phục mô phỏng của linh mục cắt sơ theo dạng sexy trong phạm vi bữa tiệc cá nhân theo đơn đặt hàng chúc mừng chủ nhân bữa tiệc, đã khiến linh mục khét tiếng chống phá chính quyền cực đoan ở giáo xứ Thái Hà phẫn nộ cầu viện chính quyền xử lý tức khắc. Nếu như đây là một biểu diễn nghệ thuật ra công chúng rộng rãi thì thật đáng bàn. Tuy nhiên, ngay trên phong nền bữa tiệc đã cho thấy đây đơn giản là một quán bar tổ chức tiệc theo đơn đặt hàng của chủ nhân và khách mời của họ, tức là đã nằm trong giới hạn riêng tư. Tuy nhiên, có vẻ như linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong không đếm xỉa đến yếu tố này, vì theo ông, nhóm dân chúng nào đó đã bán bộ tín ngưỡng của ông, hẳn là ý đồ của chính quyền. Nếu chính quyền không xử lý là xúc phạm đến niềm tin tôn giáo và hô hào các tín đồ cùng nhau lên tiếng cho quyền tự do tôn giáo phải được tôn trọng trên quê hương Việt Nam. Có vẻ như ông linh mục này đã quảng bá không công cho một buổi tiệc không được lưu hành rộng rãi, nay nổi tiếng quá mức với các hình ảnh cho là phần phản cảm. Thế mới thấy, khi bản thân và niềm tin bị xúc phạm, tổn thương, ông linh mục này mới nhớ tới bộ máy chính quyền và đòi hỏi theo đúng đó hành xử đầy ngạo mạn, hách dịch, mang đậm tính cửa quyền của ông ta đến vậy. Buổi tiệc đó mới diễn ra ngày 8 tháng 10 và ngay tối 9 tháng 10 ông đã yêu sách chính quyền phải xử lý, nếu không thì ông sẽ kết tội đồng lõa. Thật tội cho chính quyền Hà Nội, chắc phải xây riêng một bộ máy để xử lý các yêu cầu quả tốc của ông linh mục này. Tạm thời không bàn đến chuyện phải điều tra kết quả và xử lý của các cơ quan chức năng về văn hóa, nếu có thì xử phạt hành chính theo khung đúng luật với ông chủ quán là cùng. Cái đáng bàn ở đây là thái độ công dân và trách nhiệm công dân của ông linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong. Hàng ngày ông linh mục lợi dụng các buổi rao giảng giáo lý cho hàng trăm giáo dân để rã rã chửi bới chính quyền vô tội vạ, kích động chống phá và đòi lật đổ chế độ, vi phạm pháp luật 10-10. Ông còn cho các tín đồ và truyền thông dòng Chúa Cứu Thế, truyền thông nhà thờ Thái Hà phát lên trang mạng internet để tuyên truyền các lời rao giảng xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ lãnh tụ và lãnh đạo đảng, nhà nước, ủng hộ các tội phạm đã bị xử lý. Như để thách thức pháp luật, xúc phạm chính quyền, ông linh mục này hẳn biết rõ, sau lưng ông là cả tòa thánh Vatican và hàng trăm ngàn giáo dân lệ thuộc ông và tín ngưỡng tôn giáo, nên chính quyền có chút cân nhắc trong việc thực thi pháp luật, nên ông càng thách thức, càng khiêu khích, xúc phạm bộ máy đó. Hậu quả tất yếu đến vô khối người dân Hà Nội nói riêng, người dân Việt Nam trong và ngoài nước nói chung, toàn quốc, bức xúc với chính quyền. Gửi vô số khối đơn yêu cầu chính quyền Hà Nội phải xử lý điểm nóng là một số vị linh mục cực đoan tại giáo xứ Thái Hà, đồng thời mang tâm lý tẩy chay công giáo của ông. Một sự chia rẽ lương giáo chứa đựng bất ổn xã hội mà không bao giờ đất nước nào mong muốn. Ấy thế mà khi niềm tin và tín ngưỡng tôn giáo của ông bị cho là xúc phạm, thì bộ máy đó phải phục tùng theo yêu sách của ông bằng mọi giá. Chưa biết ông linh mục đã gửi đơn theo đúng trình tự pháp luật về tố cáo công dân làm căn cứ để chính quyền điều tra hay chưa. Đây là yêu cầu bắt buộc, là cơ sở xem xét khi mỗi công dân phát hiện hay thấy quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm hại, mong muốn pháp luật bảo vệ, chứ không phải là vi phạm hình sự thì chính quyền mới có trách nhiệm xử lý. Đã sử dụng mạng xã hội để tạo áp lực, đã cho thấy tư cách công dân của ông ở ngưỡng nào rồi. Bảo sao dân Việt bức xúc và ngày càng mong ngóng chính quyền hãy trao trả những công dân đặc biệt như ông linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong về Vatican, nếu tòa thánh không quản nổi ông thì vì bản thân ông đã hoàn toàn quên mất tư cách công dân phải sống và làm việc theo pháp luật của mình.